với mọi người, đây là cái hũ cà chua mà ngâm trong dầu, tức là ngày chay đó là đi ăn chay à, hôm nay đi ăn chay nhưng mà đi làm sáng ăn tô bún rồi giờ đi làm về đó đói quá cho nên nó là đó đây nè, nó họ ngâm thì cái thực phẩm này nè là đôi khi Liên xắt ra, Liên xào với lại đồ ăn à, chiên cơm rất là ngon, hoặc là bỏ vô bánh mì ngon lắm các bạn. Đi về bây giờ chỉ cần cho chút miếng bánh mì này, thiệt tình bánh mì của con trai ăn xong tí xíu nữa nó hết xuống khóc thấy bà luôn. Bánh mì này với lại Liên thì tối nay Liên Liên làm bò lá lốt cho nhà với lại chiên chả cá cho con, rồi nấu cho con miếng canh rau. À, nhưng mà giờ mình đói mình phải ăn trước rồi mình mới đi lên nấu cơm được, thì nó món chay, nó lại món chay thì là đó nè, sun để sun sun dry tomatoes đó thì đó, mình bỏ vô cái bánh mì này rồi mình ăn nó cũng no lâu lắm nghe các bạn. Đây nè đó mình bỏ đó, mình bỏ vô như vậy đó rồi mình kẹp lại mình ăn thôi, có dưa leo hay là có đồ chua thì bỏ vô, mà giờ nó thiệt là ăn hết rồi thôi. Còn chút xíu ngò thì bỏ ngò vô đó. Đó. Bỏ ngò vô ăn đỡ, rắc cho chút ớt hoặc cho chút tiêu gì vô vậy là có một bữa ăn mà vẫn no đủ chất, mà có thể ăn sáng hoặc là các bạn ăn giữa bữa cũng được. Có những món ăn chay rất đơn giản, no lâu không cầu kỳ ha. Các bạn đừng có tìm kiếm món các món ăn mà các bạn đừng có tìm kiếm các món ăn mà gọi là sao cho nó cầu kỳ, nó ấy, các bạn chỉ nhìn được ra nhìn tới nhìn lui ăn chay đơn giản lắm, rất là nhiều các món để ăn.